Xin chào tất cả các bạn và quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì hôm nay bên mình thanh lý cái mẫu loa Bookmark C15. Thì loa này là thùng nhựa, rất là gọn và nhẹ để chúng ta có thể xách đi du lịch. Thì con này là bass 2 tấc và bên mình thanh lý với giá là 1.800.000 nha các bạn. Loa này thì phụ kiện đi kèm là bao gồm một bích rô và một dây sạc. Thì con này nhìn bên ngoài thì nó hơi cũ kỹ một tí xíu. Phần ở vỏ loa thì bị dính những cái lớp sơn, nó bị rớt dính, nó còn màu trắng trắng. Thì bên mình sẽ thanh lý với các bạn là giá 1.800.000. Và phía sau đây là có một cái tay kéo, dễ dàng kéo đi mọi vị trí, phù hợp với những bạn mà làm hướng dẫn viên du lịch. Khi mà chúng ta hướng dẫn ở những ngoài xa, ví dụ như ở ngoài biển nè, hoặc là ở ngoài công viên hay ở đâu đấy, thì cái loa này rất là phù hợp với tất cả các bạn. Nhỏ gọn và nhẹ để chúng ta có thể dễ dàng xách và kéo. Thì phía sau đây là bảng bo mạch của loa. Đó, để mình quay cho các bạn xem. Thì bo mạch của loa cũng còn rất là mới. Thì chiếc loa này ngoài ra, ngoài chúng ta có thể là làm hướng dẫn viên du lịch thì chúng ta có thể karaoke được luôn. Chúng ta ngồi giao lưu với bạn bè và giao lưu với mọi người. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua bảng mạch. Thì cái bo mạch, cái phần dãy bên đây là chúng ta dùng để chỉnh micro và loa. Còn đây là nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta một jack mic ngoài và một jack cổng guitar. Còn ở đây là bảng mạch điện LED, hỗ trợ cổng USB và thẻ nhớ. Còn ở đây là khi chúng ta nghe FM hoặc nghe chúng ta nghe thẻ nhớ thì chúng ta có thể điều chỉnh play hoặc là power neck. Rồi, dưới đây là cổng sạc và đây là đấu bình ngoài. Nút ở đây là nút power on off, các bạn cứ nhấn vô là nó sẽ on. Khi mà các bạn bật on đó thì nó sẽ ở hiện ở chế độ live. Các bạn bấm ở chế độ mode là nó sẽ chuyển sang chế độ Bluetooth cho các bạn để các bạn kết nối Bluetooth vào điện thoại. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth vào một chiếc điện thoại và test nhạc cho các bạn cùng nghe nhé. Thì mình cũng vừa test cho các bạn nghe một bản nhạc remix Việt Nam. Thì các bạn cũng cảm nhận được bass chép của chiếc loa này rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói về chiếc micro. Thì micro này rất là nhạy nha các bạn, để mình thử cho các bạn nghe nhé. Alo 1 2 3 4 5 6 6. Đó, thì các bạn có thể dễ dàng là sử dụng chiếc micro này. Chúng ta
làm hướng dẫn viên du lịch, hoặc là chúng ta có thể là hát karaoke cùng tất cả bạn bè. Rồi thì mình xin nhắc lại giá của chiếc loa này là giá 1.800.000 nha các bạn. Nếu mà bạn nào mà muốn đặt hàng thì các bạn có thể là liên hệ với mình qua số hotline, và mình cũng để địa chỉ ở phía dưới, thì các bạn có thể ghé trực tiếp cửa hàng của mình để các bạn có thể trải nghiệm và hát thử chiếc loa kéo này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.